Ok Google, turn on fan. Got it. Turning fan on. Turn off fan. Sure. Turning fan off. Và mình vừa ra lệnh bằng giọng nói thông qua Google Assistant để có thể điều khiển từ xa cái chiếc quạt ngu này. Và bởi vì bản chất cái chiếc quạt này thì nó không có bất cứ một cái chức năng thông minh nào cả, chỉ là một cái chiếc quạt cắm điện bình thường thôi, và mình phải nhờ tới một cái sự trợ giúp của cái chiếc ổ cắm thông minh. Và trong clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em về những đặc điểm đáng chú ý của cái chiếc ổ cắm thông minh này, cũng như là một số cái ứng dụng của nó mà mình đã sử dụng trong những ngày vừa qua. Ok, bây giờ thì bắt đầu nha. Về cơ bản thì ở đây mình có 4 cái chiếc ổ cắm thông minh của TP-Link và nó có cái mã là Tabo B100. Mình có tổng cộng ở đây là 4 cái và mình sẽ thử mở một cái cho anh em xem. Cơ bản thì chúng ta sẽ có một ổ cắm thông minh để cho phép chúng ta biến bất cứ một cái thiết bị nào đó trước đây nó chưa thông minh thì nó sẽ thông minh hơn thông qua những cái kết nối được đảm nhiệm bởi cái chiếc ổ cắm này. Và đây chính là ngoại hình của cái chiếc ổ cắm này. Một cái thì mình đang sử dụng với cái quạt nhỏ xíu ở đây rồi. Anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là cơ bản của bất cứ một chiếc ổ cắm thông minh nào. Và về kích thước của nó thì nó tương tự như là một đầu chuyển những cái loại giắc cắm khác nhau vậy. Và chúng ta sẽ có một cái phích cắm theo chuẩn châu Âu ở đây, cũng như là một cái lỗ cắm tương ứng như vậy ở phía trước của cái ổ cắm Tabo B100 này. Với đặc điểm được đánh giá bởi cái loại phích cắm theo chuẩn châu Âu này, đó chính là nó sẽ giúp cho những giắc cắm nó được giữ chặt vào ở bên trong hơn và nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Những cái thành phần khác thì cũng rất là đơn giản thôi. Gần như là chúng ta chỉ có một cái nút bấm để tắt mở ở đây, cũng như là một đèn báo cái trạng thái hoạt động của cái phích cắm thông minh này. Ngoài ra thì nếu mà không có hai đặc điểm đó thì mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là giống với lại những cái ổ cắm bình thường mà thôi. Cho nên là cái việc mà anh em cắm vào, anh em xài và anh em giấu nó thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn và nó cũng sẽ đỡ ra bị lộ hơn rất là nhiều. Cái điểm thứ hai nữa đó chính là cái quá trình cài đặt. Mình thấy ra nó diễn ra rất là đơn giản luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ thử kết nối một cái chiếc ổ cắm này với lại cái ứng dụng bên trong cho anh em xem là cái quá trình nó diễn ra nhanh như thế nào nha. Cơ bản thì em chỉ cần cầm cái ứng dụng có sẵn trên Google Play Store hoặc là trên App Store của iOS và anh em tải ứng dụng có tên là Tabo vào. Và khi anh em tải ứng dụng Tabo vào thì đây là cái giao diện chính của cái ứng dụng nè. Đó, mình đã kết nối một ổ cắm và đặt tên đó là Fan. Bây giờ mình sẽ kết nối cái thứ hai nha. Đó, bây giờ sẽ bấm vào và mình chọn cái Smart Plus B100. Đó, sau đó thì mình cắm điện vào đây. Và mình nhấn giữ cái nút tắt mở này. Đó. Và đèn nó sẽ nhấp nháy lên. Sau đó thì mình chỉ cần bấm OK. Và hai cái thiết bị này nó sẽ tự động nhận ra nhau bằng Bluetooth. Và chỉ mất đâu đó khoảng vài giây cho tới vài chục giây thôi. Đó. Thì nó sẽ được kết nối lại. Đó. Lúc đó thì mình chỉ cần nhập cái password của cái hệ thống Wi-Fi vào cái ngay trên cái ứng dụng này luôn. Đó, và sau đó thì đợi một chút xíu nữa mình sẽ đã có thể sử dụng nó để tắt mở từ xa. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đặt tên cho nó là đèn nha, light. Ok, cho nó ở office luôn đèn. Ok rồi, và trong quá trình chờ đợi cái ứng dụng này nó tự động hoàn tất tất cả những cái thứ còn lại á, thì mình share với anh em một chút xíu về những cái ứng dụng mà mình đã xài với lại cái chiếc ổ cắm này. Anh em có thể thấy là với 4 chiếc ổ cắm này á, thì mình đã biến một số cái món đồ vốn dĩ là không thông minh ở nhà mình trước đây thành một món đồ thông minh. Và mình lợi dụng cái tính năng là chạy tự động automat được hỗ trợ bởi cái ứng dụng này để mình thiết lập ra những cái kịch bản mà mình cảm thấy rất là thú vị. Thí dụ như là mình sử dụng một cái ổ cắm này với lại một cái đèn khá là nhỏ đặt ở cái góc tường khi mình vừa về tới nhà ở trong cái căn hộ của mình. Sau đó thì mình muốn là khi mình về nhà thì cái đèn đó nó sẽ được mở lên vào đúng cái thời điểm đó. Ngoài ra thì mình muốn là đèn để đốt nến thơm trong phòng mình nó cũng sẽ được bật lên để nó có thể bắt đầu tỏa cái hương thơm ra, và khi mình bước vào phòng thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì lúc đó mình lại muốn là chiếc quạt nó cũng sẽ được bật lên, nó đẩy bớt những cái không khí nóng nó tồn động trong suốt một ngày ra bên ngoài để mình thoải mái hơn rất là nhiều. Và tất cả những cái thứ đó thì đều có thể thiết lập cách rất là dễ dàng khi bạn em có một cái hệ thống ổ cắm thông minh. Và theo mình thì rõ ràng là những cái nhu cầu đó của mình thì được đáp ứng khá là tốt với lại cái ứng dụng Tabo này, cũng như là sau đó mình link nó với lại cái hệ thống Google Home của Google. Và từ đó thì không chỉ là mình có thể có nhiều cái lựa chọn hơn để điều khiển từ xa, tắt mở những cái thiết bị từ xa
thông qua cái hệ thống mạng wifi hay là hệ thống mạng không dây. Mà ngoài ra thì mình có thể là soạn ra nhiều cái kịch bản hơn, tương ứng với lại từng cái nhu cầu, từng cái giai đoạn, từng cái khoảng thời gian mình ở trong nhà hay là đi ra ngoài. Bao gồm cái việc là mình khá là thích là khi mà mặt trời lặn xuống thì hệ thống sẽ tự biết và tự bật đèn lên. Đó, và đó là một trong những ứng dụng mà chúng ta thường thấy thích thú khi mà chúng ta sử dụng một cái hệ thống nhà thông minh. Và sơ một chút về một số thông số kỹ thuật khác của những cái ổ cắm này thì chúng ta sẽ có một cái chuẩn ổ cắm nó tương thích với lại khá là nhiều những cái tiêu chuẩn dòng điện bình thường tại Việt Nam. Và ngoài ra thì cái công suất chịu tải tối đa của nó là 2300W, có nghĩa là một cái mức công suất khá là lớn để sử dụng với rất là nhiều những cái thiết bị khác nhau, không chỉ là quạt hay là đèn mà còn cả những cái thiết bị lớn hơn nếu mà anh em có nhu cầu nữa. Về giá của nó thì mình thấy là nó chỉ có giá 299.000, có nghĩa là khoảng 300.000. Mình thấy là khá là phù hợp cho một ổ cắm thông minh của TP-Link. Đặc biệt là nó được bán chính hãng rồi được bảo hành này nọ kia các kiểu. Rõ ràng với 300.000 đồng thì anh em có thể biến một thiết bị vốn dĩ trước đây rất là ngu trở thành một cái thiết bị thông minh và phục vụ rất là nhiều cho cái việc là biến cái ngôi nhà của anh em bình thường thành ngôi nhà thông minh, giống như là mình đang làm và mình đang tìm hiểu như vậy. Ok, đó là những gì mà mình muốn chia sẻ nhanh với anh em về chiếc ổ cắm thông minh Tapo B100 này. Mình có dịp xài trong thời gian vừa qua, nhiều cái hình ảnh hơn hay là những cái thông số kỹ thuật chi tiết thì anh em có thể đã bấm vào link bên dưới để xem. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên tinh tế cho em, và bây giờ thì nóng quá rồi. Ok Google, turn on fan. Má hồng nha. Turning fan on. Ok, xin cảm ơn anh em.